mình sẽ làm cái video review nhanh về cái máy hàng số liên tục FRT 70 vỏ sơn tĩnh điện, phụ kiện đi kèm rất là nhiều. Nó có một cái bo mạch điện tử đây. Trên thang máy thì nó có 10 sợi dây nhiệt. Máy bị thị trường chỉ có 2 sợi thôi. Cấu tạo bên trong của nó thì ở đây mình có 4 cặp hành động xử lý khi mà mua máy. Hai cặp đồng này rất là quan trọng. Bên trong này thì có 2 sợi dây qua. Đây mình có cái đúng điều chỉnh này. Đối với cái máy FRT mà bỏ sơn tĩnh điện thì nó cũng là dòng loại tốt luôn. Nó có motor rất là bự này. Con này là nhông mình thép. Công suất của cái quạt này là công suất lớn nha. Còn đây là cái bo mạch.